Các bạn đã đến bản tin 24 giờ của tôi. Sau đây phần tin: xe công nhân chở sinh viên về Tết lao xuống vực, hơn 30 người trong đó có nhiều trẻ em bị thương khi chiếc xe khách công nhân sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị đón Tết lao xuống ngày 31 tháng 1 vừa qua. Khoảng 33 giờ ngày 31 tháng 1, xe khách giường nằm chở 45 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị đón Tết Bính Thân đến phía Nam Cháy thuộc địa phận Hà Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thì gặp tai nạn. Xe này xuất phát từ ngã ba An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 giờ sáng ngày 31 tháng 1 2016. Sau cú lao xuống và trượt chừng 30 mét rồi lật ngang, xe vỡ nát, hành khách la hét hoảng loạn, người dân địa phương chạy hết hốt hoảng cây gỗ, búa đập kính để giải thoát hàng chục người đi để đi cấp cứu ở tại bệnh viện. Nhận tờ tin báo, cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đã nhanh chóng nhận đến hiện trường. Ba xe cấp cứu cùng với bác sĩ đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Bình Sơn cho hay, xe lao xuống vực sâu ven đường quốc lộ 1, độ sâu dẫn chứng đường 4 mét, đất là sâu. Ông Dương Minh Tuấn ngụ ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị kể, hai vợ chồng cùng con gái 15 tháng tuổi đang ngủ say thì giật mình thức giấc, thấy xe khách đang chao đảo, rung lắc mạnh rơi xuống ấy. Lúc ấy nhiều người bị thương kêu khóc hoảng loạn. Vợ con tôi mắc kẹt gầm xe, rất may bà còn sống ở khu vực gần đó chạy đến kịp thời đưa chúng tôi ra ngoài. Ông Tuấn đã thuật lại câu chuyện cho chúng tôi nghe. Bước đầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã nhận định nhiều khả năng tài xế phóng nhanh, không kiểm soát được tốc độ nên đã xảy ra tai nạn vụ việc. Tài xế Nguyễn Trọng Quần ngụ ở Đắk Lông, Quảng Trị bị thương ở ngay mặt do mất lái. Xe của tôi lao xuống vực, vô lăng đập mặt vào mặt gây chảy máu mũi, chảy xước vùng trán. Tôi đã dùng búa hiểm cùng người dân phá kính đưa mọi người ra ngoài. Ông Quần cho hay, thống kê cho biết bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã hơn 30 hành khách bị thương lúc 23 giờ, trong đó 3 nạn nhân đã bị chấn thương ở rất là nguy kịch. Những bộ hành khách may mắn thoát nạn ở vận tức trắng bên đường, ở nhà xe chờ quyết vụ việc. Toàn án bộ án trên xe lái chủ yếu là sinh viên, các trường đại học, nhân công lao động ở các khu công nghiệp Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin vừa rồi của tôi. Hẹn lại những phần kênh tiếp theo trên kênh YouTube của tôi. Nhớ subscribe cho